Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Nick Fragrant Review. Mình là Phoenix Hunter. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sáng tạo cao cấp của nhà BodyC The Victorious. Đây là một hãng nick cao cấp đến từ nước Anh, United Kingdom. Thì đợt trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn chai Tiangu, có nghĩa là thiên cẩu, một sáng tạo lấy ý tưởng từ nhân vật trong chuyện của Trung Hoa. Và hôm nay thì là một đất nước châu Á khác mà BodyC đã ấn tượng và đưa vào trong sáng tạo của mình, đó chính là nhân vật Hanuman. Vậy Hanuman là ai? Hanuman là vị thần khỉ trong thần thoại của Hindu, được kể qua sử thi Ramayana, rất là nổi tiếng ở Ấn Độ luôn. Và vị thần khỉ này có những cái sức mạnh rất là đặc biệt, được ví như là Hedwig của thần thoại Hy Lạp và thần Thor của thần thoại Bắc Âu. Đó, thì cái trên tay mình là chai Hanuman cái bản mới, nên là nó sẽ có hộp nó hơi khác so với lại cái chai Tiangu hôm bữa mình có giới thiệu một chút xíu. Đó, cái đây mình sẽ mở hộp cho các bạn coi ha. Cái hộp màu vàng, như có một cái lớp giấy bọc màu vàng như thế này thì nó cũng bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Nhà này đặc biệt là làm thủ công nha các bạn nha. Cái chai lọ làm thủ công. Ở trong này có một cái hộp này. Mình dỡ lên thì cái chai Tiangu nó sẽ ở trong đây như thế này ha. Rồi. Và các cái miếng này nè, các cái miếng kim loại phía trước, phía sau này đều được dán thủ công hết nha các bạn nha. Nên đôi khi các bạn sẽ thấy, bắt gặp những chai mà BodyC The Victorious mà dán bị lệch á. Như ở đây mình thấy có vẻ nó hơi lệch một tí xíu cái trước cái sau này, các bạn thấy không? Cái này dán cao hơn tí xíu, vậy nó có hở ra tí xíu. Thì nhiều chai á, nó còn dán ít keo, nó còn bị bung ra nữa kìa các bạn. Thì cái đó thì mình có thể lấy keo, chắc keo con chó thì mình dán lại chắc cũng được thôi. Thì tuy là một những nhà nước hoa mà có đắt tiền ở đâu thì nó vẫn có làm thủ công, thì nó vẫn có những cái lỗi nha các bạn nha. Nên các bạn đừng có thắc mắc khi mà mua một chai rất là đắt tiền. Chai này giá retail nó lên tới đâu đó khoảng 900 bảng, là mình nhân ra là gần 30 triệu lần đó các bạn. Đó, rất là đắt. Nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó vẫn thực sự là không làm cho mình quá là ấn tượng và quá là hài lòng. Nhưng mà thủ công mà các bạn, thì biết sao được ha. Đó, thì ngoại hình của nó đây là một chú khỉ ở đây, tượng trưng cho Hanuman nha. Ở trên cái nắp cũng có hình của chú khỉ ở đây. Đó, nhìn rất là thú vị. Nhưng mà thực chất theo mình nhận xét, cái quan điểm cá nhân của mình thôi nha, thì cái hình tượng con khỉ này nó làm chưa được ngầu lắm, và nhìn nó không có được đẹp và sắc sảo như cái hình tượng con Tiangu là con thiên cẩu đợt trước mình có review ha. Những cái con khỉ này nó hơi bình thường một tí xíu. Mình nghĩ làm cái gì đó cho nó có nét hầm hố hơn và dũng mãnh hơn thì mình nghĩ nó sẽ ấn tượng với mình hơn. Và bây giờ mình sẽ đi đến phần review luôn ha. Chai này là một chai limited nha các bạn nha. Giờ sản xuất rất có giới hạn và rất là nhanh hết hàng. Chai này được ra đời vào năm Bính Thân 2016 rồi các bạn ha. Để giống như là kỷ niệm cho năm con khỉ thì hãng đã cho ra đời con này. Rồi, và bây giờ mình thử mùi hương nữa nha. Mới vừa xịt vào thì mình nghe một cái mùi hương nó rất dễ chịu các bạn. Một mùi hương hơi chua nhẹ, hơi có chút ngọt nhẹ. Cái mùi này là đặc trưng của cái nốt blackcurrant, là nốt gọi là nốt quả lý chua đen á các bạn. Nó hơi chua chua, hơi ngọt ngọt nhẹ một tí xíu. Cái nốt này thì hay được sử dụng trong một số các cái chai nước hoa mà có hương trái cây. Nốt này thì mình cũng có thể dễ dàng nhận ra nó có trong chai Aventus đó các bạn. Nên là mình ngửi vào sẽ có một tí xíu siêu là kiểu liên tưởng đến chai Aventus. Cái kiểu của nó một tí xíu cái nốt đó thôi nha, chứ không có phải là mùi giống đâu nha các bạn nha. Và ngoài ra có mùi chua của mùi cam chanh một tí xíu. Nói chung cái nốt đầu của nó mình thấy nó hơi chua nhẹ một tí xíu, nhưng mà độ chua vừa phải thôi. Nó không phải là đặc trưng giống như là các cái chai citrus khác. Nó còn có độ ngọt nhẹ của quả lý chua đen đó nữa. Nên mình thấy nó tạo cho mình cảm giác rất là sảng khoái, rất là dễ chịu ở cái nốt đầu này.
Đợi một chút xíu, khoảng tầm 1 đến 2 tiếng sau á thì mùi hương nó đã ride down. Một số các cái nốt hoa phía sau này trỗi dậy làm cho cái mùi hương nó có phần nhẹ nhàng và mượt mà hơn một tí xíu. Các cái nốt hoa mình có thể cảm nhận rõ được giống như là hoa cam nè, hoa bưởi nè. Nó là các cái nốt hoa mà các bạn có thể ngửi được ở trong chai mà Neroli Portofino á, là đặc trưng nhất ha. Hoặc là một số chai có nốt Neroli thì các bạn cũng cảm nhận được cái nốt hoa này. Và ngoài ra thì có nốt Osmanthus, hay còn được gọi tiếng Việt là hoa mộc tê đó các bạn. Một cái mùi hương nó rất là dễ chịu nha. Xuyên suốt từ đầu đến giờ là một cái mùi hương cực kỳ dễ chịu và mượt mà. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ thấy một số các cái nốt mạnh mẽ hơn nổi lên, giống như là nốt gỗ nè, hoặc là nốt xạ hương nó rất là nhẹ nhàng, nốt amber một tí xíu nữa. Đó, nó dậy lên làm cho mình cảm giác chai này nó có nét giống một cái chai mình từng thử trước đó, đó chính là chai Byredo Born of Brick. Thì chai kia thì nó kiểu như là những cái nốt trái cây nó ở trên nền của lớp gỗ, và ở chai này cũng vậy, nhưng mà ở chai Hanuman này mình thấy được cái nốt trái cây nó có phần sống động hơn, nó mạnh mẽ hơn và đậm mùi hơn, và cái cảm giác nó tự nhiên hơn. Cái nốt gỗ thì lên nhẹ nhàng hơn một tí xíu, nhưng mà nó kết hợp với nhau rất là mượt mà, tạo cho mình một cái cảm giác là nó vừa có sự mạnh mẽ nè, vừa có sự gọi là đậm mùi á, nhưng mà nó vẫn tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái dễ chịu, chứ không phải là gây cho một cái cảm giác là mạnh mẽ mà kiểu khó xài rồi nha các bạn nha. Và cái mùi hương này tuy là một mùi hương có mang tính chất tươi mát một tí xíu, fruity là chủ đạo, nhưng mà do các cái nốt gỗ nè, nốt xạ hương làm nền, cho nên là cái mùi hương nó rất là dày. Cái chai Hanuman này có độ lưu hương rất là tuyệt vời. Trên da mình chai này bám được đâu đó cũng phải 8 tiếng đó các bạn. Độ tỏa thì vừa phải thôi, rất là dễ chịu và nhẹ nhàng. Thì đối với mình đây là một chai có nốt fruity nè, kết hợp với lại nốt gỗ cực kỳ hay, mà các bạn đáng nên thử. Nhưng mà cái việc trở ngại với là cái mình cảm thấy chai này chưa được ổn lắm, đó chính là cái giá thành của nó vẫn còn rất là cao. Nhưng mà nó nằm trong cái bộ đặc biệt mà các bạn, nên để sở hữu một cái chai, các bạn nào mà đặc biệt là các bạn tuổi thân á mà sở hữu chai này, mình nghĩ rất là tuyệt vời và rất là có ý nghĩa ha. Một chai hoàn toàn có thể sử dụng được cho cả nam và cả nữ, bởi vì cái mùi hương nó hoàn toàn là unisex, nó không nghiêng hẳn về bên nào cả. Chai này mình nghĩ hoàn toàn có thể sử dụng cho rất nhiều môi trường, ví dụ như đi làm nè, đi học hoặc là đi chơi cũng rất là phù hợp, bởi vì cái mùi hương nó như mình nói từ ban đầu á, là cái mùi hương cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu từ đầu đến cuối luôn các bạn. Nó không hề gây khó chịu một chút nào cả. Có chăng á là nó chỉ gây cảm giác mình hơi chua một lúc đầu một tí xíu. Thì các bạn nào mà không thích cái kiểu mà mùi chua á thì có thể không thích chai này lắm thôi. Nhưng mà một chút sau thì cái nốt chua nó đã cân bằng, làm cân bằng lại bởi các cái nốt nặng khác rồi. Thì mình nghĩ đây là một chai rất là thú vị. Nhưng mà để với cái giá tiền đó thì mình nghĩ hơi chát một tí xíu á. Nếu mà có deal nào tốt á thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc chai này là một chai dùng signature scent, hoặc là để sử dụng hàng ngày cũng rất là ok ha. Và đặc biệt ở đây đó, mình có cái deal chai này 85ml nha các bạn nha. Rồi, các bạn có muốn mình review một cái chai nước hoa nào đặc biệt, hoặc là có yêu cầu, có ý tưởng gì thì các bạn hãy nhắn cho mình qua fanpage hoặc là cho qua Facebook của mình, thì mình có để dưới phần mô tả nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video review của mình. Đừng quên nhấn like, share hoặc là subscribe cho channel của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.